Xin chào các bác. Hôm nay trời lại nắng vỡ mặt các bác ạ. Nhưng mà em lại rất khoái cái nắng này. Chỉ có nó mới có thể giúp mình làm món thịt một nắng, thịt hai nắng đã đời thôi. Và hôm nay em sẽ vào bếp để làm món thịt ba chỉ một nắng. Công thức để làm món này, em cần chuẩn bị sả, tỏi, ớt, tất cả đã được băm nhuyễn. Ngoài ớt tươi, em còn có cả ớt bột nữa các bác nhé. Đương nhiên không thể thiếu được muối biển, mì chính, tiêu bắp và rượu nút chuối các bác ạ. Ngoài ra các bác cần mua cho em thêm một gói ngũ vị hương nhé. Cho vào nó cũng rất là thơm. Đấy, nguyên liệu cơ bản của em sẽ là như vậy. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi ướp nha. Chỗ thịt này là em quay video trông nó như vậy thôi. Nhưng trên thực tế hôm nay em sẽ làm đến 2 cân thịt các bác. Các bác cho rượu ở chiếc chè này. Quay video cho nên em rót ra một ít thôi, cho nó vừa cái bát. Nhưng trên thực tế thì em sẽ đổ thêm vào để rửa lại cho nó sạch thịt và nó được ngấm đều rượu các bác ạ. Nhất định là phải rửa bằng rượu các bác nhé. Nếu không có rượu thì món thịt sẽ không được thơm đâu. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu đi ướp thôi. Các bác cho sả vào cho em nhé. Lúc nãy quay video nên cái đĩa này nó nhỏ, nhưng trên thực tế thì em sẽ cần gấp đôi lượng sả như vậy nhé. Tầm 5 củ các bạn. Tỏi thì tầm 2 củ to. Ớt tươi các bạn nhé. Cho em thêm một thìa ớt bột nữa nhé. Hạt tiêu bắp nhé. 2 thìa cà phê mì chính này. 3 thìa cà phê muối này. Em có cái thói quen là sử dụng muối biển để tạo ra một cái hương vị thật sự là đậm đà. Giờ thì các bác cắt cho em một gói ngũ vị hương nhé. Đó. Đây. Hôm nay trong này nó có ớt cho nên là mình đeo bao tay vào trộn cho nó đỡ sót quá. Rồi, em cột đều nhé. Ok, bây giờ em sẽ để cái thịt này ướp trong vòng khoảng 30 phút trước khi chúng ta đi phơi nắng nhé. We'll be right back.